Hello, được coi Nhật Bản, chào tất cả anh em cần thủ nha. Hôm nay em tiếp tục lên một số cần câu với lại phụ kiện câu nha. Rồi bên em xin phép lên là cước câu cực kỳ xịn sò. À, đây một cước nha. Đây một cuộn cước 9.0 này, loại này là sức tải là 24 kg, hàng Sapan nha. Hàng Sapan dòng này là Sapan xuất nha. Đây Sapan mà xuất Mỹ nha, US nha. Rồi, con này là USA này. 0.52, sức tải là 24 kg, độ dài là 9.0 nha. Cước đây, cước màu xanh thế này, chuyên cho anh em câu biển. Dây cực kỳ chắc và khỏe nha. Rồi, và một cuộn này là 300 m, độ dài là 300 m số 12 nha. Sức tải là 40 lb, là sức tải khoảng là 20 kg nha. Đây, cuộn này đây. Đấy, cũng dây là dây màu xanh mà xanh xám thế này đây. Rồi hai cuộn này để cho anh em giá là 250k hai cuộn nha. 250k hai cuộn. Một cuộn là 9.0 và một cuộn là số 12, tương đương với 0.55. Rồi. Tiếp tục là cước cực kỳ xịn sò, loại này là chuyên cho anh em câu chép, câu biển. Loại này thì anh em câu rất là sướng luôn, đảm bảo anh em về câu. Dòng này là full carbon, dập flow carbon. Đấy, là dây rất là mềm, mình không bị xoắn nha. Đây gọi là 2.0, sức tải là 8,5 kg nè. 8.0 là sức tải là 21 kg nha, cũng độ dài là 200 m nè. 6.0 là sức tải là 17 kg nha. Là đây, độ dài cũng 200 m. 1.2 sức tải là 7,4 kg và 5.0 là sức tải là 16 kg nha. Em bán đồng giá cho anh em là 250k một cuộn dòng full carbon thế này đây. Dây cực kỳ mịn luôn, cực kỳ xịn luôn, dây là không bị xoắn nha. Anh em về câu biển, nói chung là chuyên chép, đây đánh cực kỳ nhạy, hoặc là anh em câu biển rất là sướng luôn. Dây là rất là mềm mịn, đấy, không bị xoắn nha. Một cuộn là giá là 250k. Rồi, em tiếp tục là về cái cần. Loại này là cần siêu bền nâu đồng cấu đá, thích hợp cho mà anh em mà câu tôm, câu mực hoặc lưu rê lóc, hoặc là cho khách du lịch người ta câu á. Đây, loại này thì không sợ gãy nha, là chất liệu là phíp phíp đặc siêu bền nâu đồng cấu đá, nhưng mà nó chỉ có 100 mấy gram thôi, độ dài là 1 m 65. Đấy, sức tải tối đa là 7 kg nè, anh em cứ tải thoải mái nha. Đấy, loại này là giá là 250k một cây thế này đây, giá 250k nha. Chất liệu là phíp đặc, đấy, cực kỳ bền bỉ luôn. Loại này thì anh em câu thoải mái, câu tôm, câu mực, câu biển, câu gì cũng được hết. Khoan là khoan inox, ra cước rất là nhanh, không bị xước cước được nha, không bị sơ xước cước gì hết. Đây, loại hình cần, hàng made in Japan, hàng nội địa Nhật luôn. Rồi, cái này mã số 1 giá là 250k nha. Tiếp tục mã số 2. Mã số 2 cũng tiếp tục là một cây cần đây. Mã số 2 cũng tiếp tục là một cây cần hai khúc, cũng phíp đặc siêu bền nâu đồng cấu đá, nhưng cây này thì nó đây. Bát này, bát hãng nha. Dàn khoen là dàn khoen nắp đây. Cây này nó thiếu cái đầu bu này. Cây này nó thiếu cái đầu bu nha. Rồi, cây này để cho anh em giá là 200k nha. Độ dài cây này là 1 m 60. Độ dài 1 m 60 nha, chất liệu là phíp đặc siêu bền luôn, cũng độ dài 100 m. Trước khi gửi đây em sẽ bỏ cái đầu bu về vào cho anh em, để anh em về anh em chỉ việc câu thôi. Đấy, loại này cũng sức tải tối đa 7 kg, câu tôm, câu mực, câu biển nha anh em nha, giá là 200k. Mã số 2, 200k. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 cũng vậy luôn, ba cũng là một cây cần hai khúc phiêu đặc siêu bền nâu đồng cấu đá, độ dài cái này cũng 1 m 65. Cái này là trang bị là bát hãng này, khoen là khoen inox thế này đây. Khoen à, khoen khoen sứ xám thế này nha. Khoen sứ xám thế này nha. Đấy. Khoen sứ xám. Độ dài cái này là 1 m 65, chất liệu là phíp đặc siêu bền nâu đồng cấu đá. Ngoại hình cần thì cực kỳ đẹp luôn, hàng Sapan nha. Hàng Sapan. Đấy, rồi, cái này để cho anh em giá cũng 250k. 1 m 65 phíp đặc siêu bền về câu tôm, câu mực, lưu rê lóc. Hoặc là khách du lịch loại nó thì tải tối đa 7 kg nha. 250k. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 cũng tiếp tục là một cái càng hai khúc phíp đặc. Cây này thì độ dài là 1 m 65. Nhưng mà cây này nó có ngoại hình thì nó có cũ theo thời gian nha. Ngoại hình nó thì có cũ theo thời gian này. Đấy, ngoại hình có cũ theo thời gian nha, 1 m 65. Bát là bát hãng vàng, dàn khoe cũng dàn khoe inox. Ra cước cũng ok nha. Rồi cây này để cho anh em giá là mã số 4. Cây này để cho anh em giá là 200k nha. Đây, ngoại hình càng có cũ nhiều theo thời gian. Phíp đặc siêu bền nâu đồng cấu đá, hàng made in Japan nha. Rồi, 200k, mã số 4, 200k nha. Tiếp tục mã số 5. Mã số 5 tiếp tục là một hai cây cần câu. Đây, mã số 5.
Mã số 5 là một cặp cần ISO khá nhỏ, một cây là 4m50 và một cây cần là 5m4 nha, chất liệu là carbon. Cây một cây đột 2 và một cây đột 3 này, đây ngoại hình cần. Khá là đẹp nha, chất liệu là phíp đỏ này. Ngoại hình cần khá là đẹp đây. Em đang từ từ. Trang bị là patch Fuji nha. Đây trang bị là patch Fuji FF7, dàn khoe là dàn khoe Fuji đây. Dàn khoe Fuji khoang nhỏ này. Dàn khoe Fuji khoang nhỏ nha, đầu rút ra này, đấy phô cần này. Đầu rút ra phô cần này thấy không? Phô cần chỉ có sơ xước dăm dăm nhẹ thôi nha, nói chung là đây. Dăm nhẹ thôi. Đường này. Còn lại thì ngoại hình khá là đẹp. Rồi ISO khoang nhỏ, cần tay trợ máy, đột 2 độ dài 5m4 này. Và cây này là độ dài là 4m5, cây này là thuộc cần hệ của thằng Shimano, patch là patch Fuji FF7 luôn. Đây, các tay là Shimano đầu đĩa nha. Dàn khoen là Fuji ISO nhỏ. Ngoại hình cần có sản xuất dăm dăm đây. Dăm dăm đây. Rồi, đột rút ra này. Cây này là đột 2 luôn nha. Một hai cây đột 2. Đấy, đột rút ra này, có sản xuất dăm dăm nhẹ thôi. Có sản xuất dăm dăm này. Ở chỗ này có sản xuất dăm dăm nhiều này. Lắm cái góc này anh em thấy không? Rồi, cặp này để cho anh em giá là hai cần này để cho anh em giá là 600k nha, 600k hai cần này. Về làm cần tay đồ đánh cũng rất là xịn sò. 600k hai cái cần này nha. Rất là đẹp luôn. 600k mã số 5. Tiếp tục mã số 6. Mã số 6 tiếp tục là hai cái cần. Đấy. Hai cây cần ISO khá nhỏ, một cây 5m4 và một cây là 4m5. Hai cây đấy. Hai cây đều là đột 3 hết nha, hai cây cũng đều là đột 3 hết đây ngoại hình cần. Đấy cặp này cần nha. Cần này thì đem lên từng cần trước. Một cây cần là 5m4 này, hàng NFT nha. Hàng NFT hàng đầu địa Nhật này số 12 này, dàn khoe là Fuji ISO nhỏ nha. Cây này nó rất là cứng luôn nha, nó rất là thân, nó rất là to luôn. Đấy. Rất là to, anh em mà câu biển đồ câu ghềnh hoặc là anh em về làm cần tay sân hàng rất là sướng luôn. Rồi cái này là độ dài là 5m4 này, hạ NFT chất liệu là phíp đỏ này. Tiếp tục cái này là cũng cây của thằng Daiwa. Ngoại hình cái cần này thì có củ nhiều theo thời gian, trang bị bát Pussy luôn. Đây đột 3 độ dài là 4m50 này, hàng Daiwa này, Safan này. Ngoại hình cần có sơ xước dăm dăm này, đấy không, dòng khoe là Fuji ISO nhỏ. Đây đọc rút ra này, đấy hai cây đều đột 3 hết nha. Hai cây này đều về câu gành hoặc là anh em về hạ làm cần tay. Rồi cặp này cũng để cho anh em giá là 600k hai cần nha, 600k hai cần. ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, một cây 4m50 và một cây cần là 5m4, chất liệu là phíp đây ngoại hình cần. Tiếp tục mã số 7, 600k nha. Tiếp tục mã số 7 tiếp tục là một cây cần ISO khoan nhỏ, cây này là hàng Shimano. Một cây cần Shimano hàng hệ này, sắt X2A nha. Một cây cần Shimano hàng hệ sắt X2A này, patch là patch Shimano full nè, patch Shimano luôn nha. Patch Shimano luôn này. Đấy, cần khá là xịn sò luôn. Rồi, chất liệu là carbon 2 da. Cái này là độ dài bao nhiêu đây? Độ dài là đột 1, độ dài là 4m50 này, dòng này là dòng for under for gì đây? Đây. Chất liệu là carbon 2 da này. Da sắt X thế này nha, ọc này. Ọc rút ra này. 2 da hết nha. Cần thì mới tinh luôn, chưa xuống nước lần nào luôn. Đấy. Đấy, đột ngọn thứ 2 cũng là 2 da này, có len định vị khoen này. Đấy, cái này là khoen xích nha. Dàn khoen xích nè. Đấy, dàn khoen xích Shimano, còn túi, còn nắp đậy, chung là hàng cầu rất là đẹp luôn. Rồi cái này để cho anh em giá là 2 triệu nha. Cái này giá 2 triệu, đột ngọn độ dài là 4m50. Giá là 2 triệu mã số 7. Tiếp tục mã số 8. Mã số 8 tiếp tục là một cây cần ISO khá nhỏ. Mã số 8 tiếp tục là một cây cần ISO khá nhỏ. Đây, cái này người Nhật khắc tem này, cần thì cũng mới tinh luôn. Cái này là đột 3 độ dài là 3 mét này. Đột 3 độ dài 3 mét nha, chất liệu là carbon này, hàng nội địa Nhật này, patch là patch Fuji này. Dàn khoen là dàn khoen Fuji ISO nhỏ này. Đột 3 độ dài là 3 mét, loại này thì nhiều rất nhiều anh em tìm này. Loại này cũng khá là hiếm. Đột 3 độ dài là 3 mét này, chất liệu là carbon nha, phô cần cũng mới tinh luôn. Rồi, cái này để cho anh em giá là 700k nha. ISO khoang nhỏ, cần tay trợ máy 700k, hàng Sapan. Người chủ trước người ta khắc tem này. Hàng thì mới tinh chưa một cái xước, 700k. Mã số 8. Tiếp tục mã số 9. Rồi, mã số 9 tiếp tục là một cây cần Shimano. Cây này là trang bị là patch là Shimano Fuji này. Đây trang bị là Shimano nha. Patch là patch Shimano Fuji. Đấy, Shimano Fuji này. Cái này đột 3 độ dài cái nào cũng 3 mét. Đây, ngoại hình cái cần này dính bụi thôi nha.
Rồi như càng này cũng khá là mới, khoen là khoen xích này, khoen là khoen xích nha. Cái điện thoại em hơi cùi, đọc rút ra này. Rồi khoen xích đọc 3 đây, đọc này nó hai đọc này, nó hai màu này, thấy không? Rồi ISO khoen nhỏ cần tay trợ máy đọc 3, được dài là 3 mét, hàng Shimano, hàng nội địa Nhật luôn, chất liệu là carbon. Rồi cái này để cho anh em giá là 1.200.000, khoen xích phát là Fushi Shimano 1.200.000, mã số 9. Tiếp tục mã số 10. Mã số 10 tiếp tục là một cái cần ISO khoen nhỏ, mã số 10 cũng tiếp tục là ISO khoen nhỏ. Cái này thì nó rất là thon gọn, cực kỳ đẹp luôn nha. Cái form dáng của nó rất là nhỏ gọn này, y như chai rượu, y như cái gôn á. Nè, bầu lên đây nè. Đột 3, độ dài là 2m70, dòng là dòng Candy. Candy cái này là của thằng Miyaya đấy. Dòng khoe là dòng khoe Fushi này. Cái này là của thằng Bangladesh xuất Nhật này, dòng khoe Fushi siêu nhỏ này. Đấy. Hộp càng rút ra cũng cực kỳ đẹp mới luôn nha. Rồi ISO khoen nhỏ, đột 3, độ dài là 2m70, chất liệu là carbon, patch là patch Fushi nha. Fushi đề cao này, patch là patch Fushi đề cao này. Ngoại hình càng khá là mới đẹp luôn. Rồi, cái này để cho anh em giá là mã số 10, cái này thì cho anh em giá là 700.000. Tiếp tục mã số 11. 11 cũng tiếp tục là một cái càng ISO khoen nhỏ, cái này là chất liệu là dòng Genny này, 3m30 nha. Chất liệu là carbon hai da này. Đây. Chất liệu là carbon hai da nha. Carbon hai da này cực kỳ đẹp luôn nha. Dòng khoen là Fushi siêu nhỏ nha. Đây, đầu rút ra. Đấy, thân trong là sóng vòng nha, thân ngoài là bị thân ngoài là carbon hai da sân X. Đấy, thân trong là sóng vòng. Rồi, chất liệu là carbon hai da, hàng Japan. Đột 3, độ dài cái này là 3m30, chất liệu là carbon hai da. Rồi cái này để cho anh em giá là 1.300.000 nha. 1.300.000, ISO khoen lớn. ISO khoen lớn nha, dạng khoen là Fushi, patch là patch Fushi. 1.300.000, mã số 11. Tiếp tục mã số 12. 12 tiếp tục là một cái cần Shimano đây. 12 tiếp tục là một cái cần Shimano đây, một cái cần ISO khoen lớn nha. Đây, ngoại hình cần có sơ xước chăm chăm nhẹ này, được cái phô cần cực kỳ mới luôn, trang bị là patch Fushi này. Rồi cái này là đột 4, độ dài cái này 5m30 nha, Holiday Spin, dòng khoen là Fushi này, cần cực kỳ mới luôn này. Đấy, hàng cực kỳ mới luôn nha. Rồi hàng cực kỳ mới luôn này, mới tinh luôn này. Đấy, chưa một cái xước nha. Rồi ISO khoen nhỏ, dàn khoe ISO khoen lớn chứ, dàn khoe là Fushi ISO nhỏ. Cây này thì đây, hình cần này phía sau của nó này rất là mới đẹp luôn nha, hàng Japan. Đột 4, độ dài cái này là 5m30. Rồi cái này để cho anh em giá là 1.200.000 nha. Đột 4, độ dài là 5m30, giá là 1.200.000. Mã số 12. Tiếp tục mã số 13. 13 tiếp tục là một cái càng ISO khoen lớn. Đây, một cái càng ISO khoen lớn nha. Dòng này là dòng của thằng Nissin. Dòng này là dòng của thằng Nissin nha. Chất liệu là Nissin này. Đấy. Cái này là đột 3, độ dài cái này là 5m30. Đột 3, độ dài 5m30. 5m30 này. Đấy, dòng Pro Spin này. Dòng khoen là dòng khoen Fushi gập nha. Dòng khoen là dòng khoen Fushi gập này. Đấy, ngộ hình càng. Rồi, cái này là hàng Japan nha, cái này hàng Japan, hàng nội địa Nhật, hàng Nissin. Đấy, patch là patch Nissin Fushi. Dàn khoe là dàn khoe Fushi gập, ngoại hình càng có sơ xước chăm chăm nhẹ thôi. Đọc rút ra này, chất liệu là carbon sóng vòng nha. Chất liệu là carbon sóng vòng. Đấy. Hàng này hàng cực kỳ VIP. Rồi cái này để cho anh em giá là 1.500.000 nha, 1.500.000 Nissin. Nội địa Nhật. Mã số 13. ISO khoen lớn. Đột 3, độ dài 5m30. 1.500.000 Nissin. Tiếp tục mã số 14. 14 tiếp tục là một cái càng hai khúc. 14 tiếp tục là một cái càng hai khúc, chất liệu là carbon, cứng 150, độ dài cái nào là 2m70, chuyên về cho anh em câu đáy biển nha. Chuyên cho anh em câu đáy biển, câu cá mập đấy, săn hàng đồ rất là ok luôn. Cứng 150, độ dài 2m70, trang bị là patch Fushi này. Đấy, cứng 150 nha, độ dài 2m70. Dàn khoen là dàn khoen Fushi biển thế này nha. Khoen cực kỳ khủng luôn. Đây. Khoen cực kỳ khủng luôn nha. Rồi cái này để cho anh em giá là 1.800.000. 1.800.000 nha, hàng cực kỳ khủng, cứng 150, độ dài 2m70, hàng Sapa. Hàng này chuyên cho anh em câu đáy biển, cứng 120. Câu đáy biển nha. Chất liệu là carbon. Rồi, 1.800.000. Mã số 14.
tục mã số 15. 15 tiếp tục là một cây càng hai khúc. Rồi, một cây càng hai khúc đây qua, thấy một cây càng hai khúc đây qua này chuyên về cho anh em lưu rê nha. Hàng đây qua, pat đây qua Fuji nha. Pat đây qua Fuji này, càng khá là xịn, khoen là khoen Fuji này. Rồi, cái này là cứng 50 độ dài lấy này là 2m70 này, đứng 50 độ dài 2m70 này. Cái này là chuyên về cho anh em câu ngâm hoặc là câu biển. Nhưng mà dòng này thì cứng khoảng M á, về cho anh em lure nha. Đấy, khoen khá là dài. Khoen khá là dài nhưng mà lớn nha. Anh em lure cũng rất là sướng luôn. Rồi, hai khúc 2m70 chất liệu là carbon, hàng đây qua đời cao. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đây qua đời cao Sapan. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Rồi cái này để cho anh em giá là 1.8, mã số 15. Giá là 1.800k nha. Tiếp tục mã số 16. 16 tiếp tục là hai càng hai khúc. 16 tiếp tục là một cái càng hai khúc carbon. Rồi cái này là hàng Korea xuất Nhật này. Đây. Hàn Quốc xuất Nhật, độ dài là 1m80. Độ dài là 1m80. Lưu rê là 1/16 và 3/8 OZ này. Lên là 2/12 LB đấy. Câu này sức tải tối đa là 5 kg. Sức tải tối đa là 5 kg nha, chất liệu là carbon, độ dài là 1m80. Rồi, lưu rê mấy ngang carbon. Rồi, cái này để cho anh em giá là 600k, hai khúc, khoen Fuji, bát hãng. Đấy, Hàn Quốc xuất Nhật. 600k, mã số 16, 600k. Tiếp tục mã số 17. 17 tiếp tục là một cây càng hai khúc. 17 tiếp tục là một cây càng hai khúc, 17 là một cây càng hai khúc Shimano này, đấy. Một cây càng hai khúc lure mấy ngang, cái này là độ dài là 1m80 của thằng Shimano bên tâm nha. Đấy, Patrapat Shimano này. Patrapat Shimano dàn khoen là dàn khoen Fuji Six này. Dàn khoen là dàn khoen Six này. Rồi, hai khúc độ dài là 1m80 Shimano Sapan. Lure là 8/20. 20 là lure là 27/21 g này. Lên là 8/20 LB nha. Đấy, cái này thì đánh khá là xịn Shimano nha. Giá là 1.300k. 1.300k này, hai khúc lure lock carbon 1m80 khoen khoang xích mấy ngàn. 1.300k. Mã số 17. Tiếp tục mã số 18. 18 tiếp tục là một cây càng hai khúc. 18 tiếp tục là một cây càng hai khúc, được cây này là dòng Reno. Rồi, cái này thì của Hàn Quốc luôn, Ryobi nha. Cái này cũng Reno thì của Hàn Quốc thôi. Cái này độ cứng là ML, độ dài cái này là 1 mét mấy này. ML, độ dài là 1m80 nha. Độ cứng là ML, độ dài cái này là 1m80, khoen là khoen Fuji nè. Khoen là khoen Fuji đây. Bắt hãng nè, Ryobi nha, của Hàn Quốc xuất Nhật. Rồi cái này cũng đi cho anh em giá là, cái này giá là 700k. Mã số 18, 700k, hai khúc carbon, 700k. Rồi, tiếp tục mã số 19. 19 là một cây siêu càng siêu phẩm. Đây, 19 là một cây càng siêu phẩm này. Cây này là hàng Olympic nha, chất liệu là carbon hai da nha. Hàng này thì hàng đấu giá nên chưa qua sử dụng nè. Đấy, chất liệu là carbon hai da này, nấu gan cùng cụm luôn nha. Patrapat Fuji nè. Đấy, Fuji nè, Pat Fuji nha. Càng khá là xịn luôn. Cây này là suốt cứng 30, độ dài cây này là 4m05 nè. Cứng 30, 4m05 nè. Đấy. Trang bị là khoen xích nè. Trang bị là dàn khoen xích nha. Đột rút ra này. Cây này là nó từ đọt đầu tiên là nó đã hai da rồi. Hai da cùng cụm rồi nha. Hai da cùng cụm từ cái đọt đầu tiên này. Đấy. Cây càng này là siêu khủng luôn nha. Đấy. Khoen xích nha. Đấy. Rồi, cái này để cho anh em giá là 10 triệu nha. Cái này giá là 10 triệu. Cứng 30, độ dài là 4m05, chất liệu là carbon 2 da, hàng trưng bày Olympic. Giá em này là 10 triệu, mã số 19 nha. 10 triệu. Carbon 2 da. Cứng 30, độ dài là 4m05. Mã số 19, 10 triệu. Tiếp tục mã số 20. 20 tiếp tục là một cái càng hai khúc. 20 tiếp tục là một cái càng hai khúc. Cái này là chất liệu là carbon. Dòng này là dòng holder clock này.
Dòng này là của thằng Daiwa, dòng này là được làm bằng áo giáp chống đạn máy bay. Đấy, trang bị là bắp pushy vàng này. Đấy, cứng 120, độ dài cái này là 2m70 này. Khoen là khoen pushy biển nha. Ngoại hình cần thì mới tinh luôn. Đấy, chất liệu là carbon hai da nha, hai da này. Nhật liệu là carbon hai da. Sáng X luôn. Thâu cần thì quá đỉnh luôn, cần thì mới tinh nha. Rồi. Carbon hai da, hàng mới tinh luôn. Rồi cần số 1 thế giới. Cái này là holder clock. Rồi cái này để cho anh em giá là 2 triệu 300k nha. 2 triệu 300k. Cứng 120, độ dài 2m70. 2 triệu 300k. Mã số 20. 2 triệu 300k. Tiếp tục mã số 21. 21 cũng tiếp tục là một cây cần 2 khúc. Đây. 21 cũng tiếp tục là một cây cần 2 khúc. Cần này là cần Kensuke. Một cây cần Kensuke. Cần này cũng làm từ áo giáp chống đạn máy bay đây. Đây, cái này thì nó sáng cùng cụm hơn. Đấy, pad là pad pushy nha. Cái này là cứng 200, độ dài cái này là 2m4 này. Chất liệu là carbon hai da nha. Khoen là khoen pushy biển nha. Thích hợp cho anh em câu đáy biển, câu cá mập đại dương đấy. Độ hình cần thì có cũ theo thời gian nha. Đấy, có cũ theo thời gian này đấy. Này, khoen đây, cần này. Đấy, cần siêu khủng luôn nha. Rồi cái này để cho anh em giá là 2 triệu 500k. 2 triệu 500k nha, cứng 200, độ dài cái này là 2m40, chất liệu là carbon, làm từ áo giáp chống đạn. Câu đáy biển thì chắc cũng 5 10 năm chưa hư. Rồi. Mã số 21, 2 triệu 500k. Tiếp tục mã số 22. 22 tiếp tục là một cây cần 3 khúc. 22 cũng tiếp tục là một cây cần 3 khúc. Cái này cũng holder clock này. Cái này là cứng 80, độ dài cái này là 3 m nha. Đây. Cứng 80, độ dài 3 m này, chất liệu là carbon hai da hết nha. Đấy. Cũng làm từ áo giáp chống đạn máy bay đây. Đấy. Chất liệu carbon này đây. Đấy. Cứng 80, độ dài là 3 mét này, chất liệu là carbon hai da của thằng Daiwa luôn, 3 khúc. Nhiều hình cần. Đấy. Cái này cũng để cho anh em giá là 2 triệu nha. Cứng 80, độ dài là 3m30, chất liệu là carbon hai da, khoen là khoen pushy biển, pad là pad pushy. Giá là 2 triệu. Mã số 22, 2 triệu. Tiếp tục mã số 23. 23 tiếp tục là một cái thằng 2 khúc. 23 tiếp tục là một cây cần 2 khúc. Cây này là thằng Daiko, hàng siêu khổ luôn, hàng siêu cổ. Dòng này là thuộc cần siêu bền luôn nha. Đây, pass là pass hãng vặn này. Khoen là khoen fushi này, khoen fushi biển này. Đấy, Daiko này khoen cực kỳ đẹp, mới này, mới tinh luôn nha. Rồi cây này là cứng là 80 nha. Cứng 80, độ dài cây này là 2m70, thích hợp về cho anh em sưu tầm này, làm đồ cổ này. Đấy, sưu tầm càng cực kỳ xịn sò luôn. Rồi giá là 1 triệu 500k nha, hàng nội địa Nhật. 1 triệu 500k cho anh em về sưu tầm làm đồ cổ. 1 triệu 500k nha, mã số 23. 1 triệu 500k. Cái này là độ dài là 2m70 anh em nha, 2m70. 1 triệu 500k, hàng Daiko. Siêu cổ, tiếp tục mã số 24. 24 tiếp tục là một cây cần 3 khúc hàng Olympic đây. 3 khúc hàng Olympic, chất liệu là carbon hai da này, đây hai da sóng vòng nha. Hai da sóng vòng bên trong này. Đấy. Pad là pad fuxi này, cây này là Olympic, độ dài cây này là 4m05. Chất liệu là carbon 3 khúc đây. 3 khúc nha. Rồi cây này độ dài là 4m05, cây này là cựu cứng là 30-33. Độ cứng 30-33 3 khúc nha, độ dài là 4m05 này. Rồi cây này để cho anh em giá là hàng cũng hàng trưng bày chưa xuống nước lần nào nha. Cái này cũng hàng Olympic đấy. Olympic cực kỳ đẹp luôn, super carbon đấy. Rồi. Cái này super carbon nha. Hình cận này. Mới tinh luôn. Super carbon. Rồi. Cái này để cho anh em giá là 4 triệu. Mã số 40 24 4 triệu nha. Tiếp tục mã số 25. 25 tiếp tục là một cái tầng sức. 25 tiếp tục là một cây cần súp. Cây này là cần cứng 30, độ dài cây này là 4 mét này. Cứng 30, độ dài cây này là 4 mét này. Carbon worker nha. Carbon worker này. Pad là pad day qua này. Đấy, pad day qua nha. Khoen là khoen xích nha. Khoen là khoen pushy xích này. Đấy, đọc khúc ra này, khô cần này. Cứng 30 nha. Cứng 30, độ dài là 4 mét này. Đây, carbon 2 da này. Carbon 2 da nha. Carbon 3 da chứ. Cái này là carbon 3 da nha anh em. Đây, để chạy một chút. Thế nào là ba da? Đây, nó có ba cái đường găng này. Chạy em chút nha. Thôi nó hơi cùi. Ba đường này.
Đấy, carbon 3 da luôn nha. Đấy, cái này thì thôi anh về anh em săn hàng thì quá đỉnh luôn. Rồi cái này đi cho anh em giá là 4 triệu nha. Khâu cần thì siêu mới, hàng đây qua. Đấy, carbon 3 da, cứng 30, độ dài là 4 mét. Cứng 30, độ dài là 4 mét nha. Hàng nội địa Nhật luôn. Giá là 4 triệu. Mã số 25. Tiếp tục mã số 26. 26 tiếp tục là một cây cần súp. 26 tiếp tục là một cây cần súp. Cái này là hàng của thằng China nha. Hàng đây qua nhưng mà được lắp ráp ở China này. Cần Nhật được lắp ráp ở China. Cái này là hàng cứng 27, độ dài là 4,5 này. Frame suit nha, frame suit. Pad là pad Pusi và đề cao này. Dàn khoan là dàn khoan Pusi nha. Đấy, đọc rút ra thì có định vị khoan này. Đây, đọc rút ra thì có định vị khoan đây nha. Ừ. Có định vị khoan này. Ừ. Đọc rút ra này, phô cần này. Đấy. Có định vị khoan hai ha. Đây, định vị khoan nha. Ừ. Đầu này. Với cái này nữa này. Rồi. Sút carbon cứng 27, độ dài là 4,5 m. Cái này hàng đây qua được sắt xuống ở China nha. Đây qua sản xuất ở China, xuất Nhật. Rồi, cái này để cho anh em giá là mã số 26. 26 cái này để cho anh em giá là 1.800.000 nha. 1.800.000. Mã số 26, tiếp tục mã số 27. Rồi, 27 là một cây cần 3 khúc. Nhiều anh em rất là cần đây. Đây, 27 là một cây cần 3 khúc này. Một cây cần 3 khúc, cây này là hàng 4m20 nha. Độ cứng cây này là AX nha, AXT nha. Đấy, 4m20 này, cây này là của thằng Daiwa Japan, màu hình gần có sản xuất chậm chậm nhẹ thôi. Đấy, khoen khoen Pusi này. Rồi. 3 khúc 4m20, độ cứng tương đương là khoảng là 40 á. Độ cứng tương đương khoảng 40 nha, thích hợp cho anh em câu cá khoảng 15 20 kg trở lại nha. Đấy, 3 khúc hàng siêu khủng luôn. Phôi carbon cực kỳ dày dặn luôn. Đấy. Phôi carbon được cực kỳ dày dặn luôn nha, 3 khúc. Hàng siêu khủng. Rồi, sút carbon 4m20. Chất liệu là carbon, khoen là khoen Pusi. Rồi, để cho anh em giá là mã số 27. 3 khúc carbon 4m20. Mã số 27 cái này để cho anh em giá là rồi. 4m20 cứng 40. Rồi, cái này để cho anh em giá cũng 4 triệu nha. 4 triệu. Cứng 40 về anh em câu bây giờ cho gãy. Rồi. Tiếp tục là một cái cần sút carbon. Mã số 27. Tiếp tục mã số 28. Rồi, 28 tiếp tục là một cái cần sút carbon này. Một cái cần sút carbon này, pad là pad đây qua này. Đây, pad là pad đây qua nha. Đột 3, độ dài cái này là 5m30 này. Đột 3, độ dài 5m30 nha. Rồi. Carbon, rồi hàng trưng bày nha, hàng nội địa Nhật luôn, dàn khoan là dàn khoan Fuji ISO lớn này. Rồi ISO khoan lớn, carbon 2 da này. Đấy, có cần em nhìn rút ra này. Cái cần này là mới tinh nha. Cái cần này là mới tinh, chưa một cái xước, chưa xuống nước lần nào này. Chất liệu là carbon 2 da này. Ừ. Mới tinh luôn nha. Rồi cái này để cho anh em giá là 3 triệu nha. 3 triệu. ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, ngũ hình cần mới tinh luôn, chưa xuống nước lần nào luôn. Rồi cái này để anh em giá là 3 triệu. Rồi, mã số 28 nha. Rồi em lên 28 mã cần nha. Anh em có gì liên hệ qua số điện thoại có ghi trên màn hình nha. Rồi. Cảm ơn anh em ạ. Giá là 3 triệu nha. Khi số càng lớn.